hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa có cuộc thảo luận trực tuyến về tình hình trung đông bao gồm vấn đề palestine tại cuộc họp việt nam khẳng định ủng hộ việc tổ chức bầu cử tại palestine trong thời gian tới đồng thời ủng hộ các sáng kiến và biện pháp nhằm đạt được một giải pháp lâu dài toàn diện và công bằng cho vấn đề palestine điều phối viên đặc biệt của liên hợp quốc về tiến trình hòa bình trung đông thawenesland cho biết tình hình thời gian qua tại khu vực tiếp tục diễn biến đáng lo ngại israel vẫn duy trì mở rộng các khu định cư tại bờ tây phá hủy nhà cửa và tịch thu tài sản của người palestine trong khi đó bạo lực tiếp diễn tại giải gaza và bờ tây khiến nhiều người thiệt mạng liên hợp quốc ủng hộ các nỗ lực tổ chức bầu cử sắp tới tại palestine tại phiên họp ngoại trưởng nga sergei lavrov ủng hộ đề xuất của palestine tổ chức một hội nghị về hòa bình cho trung đông và cho rằng sự kiện này có thể diễn ra ở cấp bộ trưởng vào mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine.